Cuộc chiến giữa hai người bắt đầu. Đáp trước đi. Ông kêu tôi lên mà ông kêu tôi đáp trước. Thì đáp trước đi trời. Trời luôn. Để tôi xíu. Trời ơi, suy nghĩ nữa. Này bạn thật ghẻ, bạn gì đó ơi. Nếu bạn muốn chơi vào đây mình tiếp. Nhưng đừng có khiếp khi mình biết bạn. Đồng mình có sạn, liệu đâu bạn có về. Ghê đó, nhưng mà nghe đâu bạn. Vô nè, trình bản còn non và còn rất cạn. Đầu bạn có sạn á, đầu mình có sỏi. Chỉ một câu hỏi là bạn im ngay. Nếu mà có cây á thì đi uống nước đi. Quá hay. Hello, xin chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Anh Ba Phải. Và ngày hôm nay mấy anh em mình lại thực hiện theo yêu cầu của rất rất là nhiều bạn fan. Yêu cầu mấy anh em mình hãy thực hiện thử thách hát nối phần 5. Yeah. Yeah. Hát nói nha bạn ơi, sở thích của mình. Từ từ thôi, vô đừng vô quá. Ê thôi. Hả? Nhưng mà anh Phu mới nói gì kìa. Hát nói. Hát thì hát cái gì đâu, quýnh tao. Nghe anh Phu nói tiếp đi vậy. Quyên. Gì anh Hành? Cuối cùng anh cũng đã có cơ hội để nghe được giọng hát của em rồi. Bộ đó giờ anh chưa nghe em hát bao giờ vậy? Anh nghe mấy nhỏ kia hát à, có đời nào nghe em hát đâu. Mấy nhỏ nào? À không, mấy bạn sớm của anh á, ngày nào anh cũng nghe bài hát Bolero hết trơn á. Mấy bà đẻ thiếu điều tắm lứa rồi mà suốt ngày hát phận là con gái. Chưa hết đâu, trước nhà anh có cây me, ngày nào cũng hát dùng lá mấy bà hết trơn á, chứ rồi cây me không còn cái lá luôn. Thử thách lần này chúng ta sẽ kết hợp giữa hát và rap nha các bạn. Và vòng đầu tiên đó chính là vòng khai vị. Cho mấy em thoải mái chọn bài hát và lúc đó mình sẽ là người chấm điểm. Và vòng thứ hai đó là vòng giới thiệu bản thân bằng những câu rap. Vòng thứ ba là vòng rap đối kháng. Trong 3 vòng, số điểm của người nào cao nhất thì người đó sẽ mang về cho mình giải thưởng chi giá lên đến 3 triệu nha các bạn. Người về nhì có số điểm đứng thứ hai sẽ nhận được giải thưởng trị giá 2 triệu. Và người về ba là giải khuyến khích. Người đó cùng số điểm là đứng hàng thứ ba sẽ nhận được giải thưởng trị giá 1 triệu. Được không? Dạ được. Sao? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nếu sẵn sàng thì ngay bây giờ cháy luôn nha các bạn. Vô. Ngay bây giờ chúng ta cùng bước vào vòng thi đấu đầu tiên, đó chính là vòng khai vị. Và mình sẽ là người chấm cái khả năng trình diễn cũng như là cái chất giọng của mấy em thông qua bài hát mà các em chọn ngẫu nhiên nha các bạn. Từ trái sang phải, mời thí sinh đầu tiên, xin mời. Bên kia. Kia thật ý. Ok. Anh lùi tao đi. Hay quá thật ơi. Sẵn sàng cho em. Sẵn sàng thôi. Ok. Và bây giờ điểm số của thật ghẻ cao hay thấp tùy thuộc vào chất giọng cũng như là khả năng trình diễn của mấy em nha các bạn. Xin mời. Ok. Lên nhạc. Rồi một ngày, ngày anh quên đi chính nhà quá. Thì nhớ anh mất đi mà thôi. Nếu như em không thấy anh quan tâm em là vì anh không muốn em lo lắng gì. Đường về nhà một mình em quên ơi. Nguyện là sao soi sáng em con đường em. Nếu như em đêm giấc mong cô đơn hơn, thầy trong đêm trong giấc mơ lại người. 100 tay cho tao ghé. Hay không, hay không? Một chất giọng rất là trầm lắng, nghe một hồi muốn trầm cảm luôn các bạn. Bây giờ không? Hay quá. Chạy giúp anh, chạy giúp anh. Và số điểm của thật ghẻ là 6 điểm nha các bạn. Thần thái hát thì ok đó, nhưng mà hát nghe rát tai quá. Rồi, mời người tiếp theo. Nhã Ngáo. Và người tiếp theo đó chính là Nhã Ngáo, mời Nhã Ngáo lên. Nè nè nè, ca sĩ lên coi. Lên lên lên. Mày đuổi ca sĩ hả mày?
Em lên em đuổi khán giả chứ anh đừng chi em làm cái trò gì á. Sẵn sàng chứ nhỉ? Vô anh Phu. Vô em. Tông Phu. Vô. Chính em vì em không cho anh biết yêu và thử. Mà tại sao chớ trêu em là gió lướt qua nhanh để anh đồng lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này. Để một ngày nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lâu đau khi nào để anh dắt cánh tay ôm lấy vào qua kho để trông lo mọi người con gái ông nó hạnh phúc đến khi cuối đời. Bởi nghèo mà cũng là ai cũng thế thôi, chẳng ai chọn cách thương tay mọi người mà quên đi hoàng cái trước mắt làm than. Vì mong gì hay vì em đây vội vàng vì cắt lại nên là anh ấy trình diện một cách rất là xuất sắc, mua mấy tùm lum các kiểu con này đều luôn, quá tuyệt vời, đúng không? Mấy em này giỏi, đẹp lắm, rồi đi đi ạ. Vâng, một trích dòng phải nói cực kỳ hay nha các anh, cách phô diễn và trình diễn độc lạ đúng là có 102. Như các bạn hồi nãy anh ấy nhảy quá hay sao mà lạc giọng hay đổi tông một chút xíu, cho nên điểm số của nhà ngáo là 8 điểm nha các bạn. Và người tiếp theo đó chính là Hoa Thư, xin mời em. Thôi muốn kìa, tao muốn. Muốn luôn mà. Wow. Là vì ngang hoa phù tương tư đường xa lạnh lò bên máu. Còn đây chết còn không cũng tờ giàu phù. Một nơi gian hài qua đi nàng. Chết bà lỗ tông rồi. Còn khô khăn nhưng chưa tên nào hi mờ. Thì chiều vì em. Ôi lỗ tông rồi. Trời gian không có ngày ơi. Nguyện vô kiếp đồ đèn bác lâm đồ. Wow! Hay! Hay! Chẳng đồng ly vàng chẳng kinh chẳng mong sẽ không nhỏ đi. Mà có lẽ trong năm ta chẳng thấy nào. Từ ngày hoa cái chờ mong ai bận tăng không còn gọi má. Đường về tới chỗ này với một người. Số điểm của Hòa Thượng trong vòng thi vừa rồi là 4 điểm nha các bạn. Nhưng cộng 1 điểm thần thái Dĩnh nói chung là bộc lộ được tâm trạng khá là tốt cùng với bài hát, cho nên số điểm cuối cùng Hòa Thượng là 5 điểm. Rồi, phỏng vấn hoài xíu nè, tại sao hồi nãy mình không đứng lên mình hát để mình làm cho cái khả năng trình diễn của mình nó thêm sinh động mà cứ lại ngồi cứ hát?
rất là trầm lắng. Tại sao? Thằng giải thích cho mọi người nghe nè. À thì bài đó tâm tĩnh mới hát được Phú, tại tâm em chưa tỉnh nên em phải ngồi dậy hát mới được. À. Rồi cuối cùng tâm tĩnh chưa? Chưa luôn Phú, lạc tâm từ lưa. Lạc tâm từ lưa luôn đi. Hiểu luôn, biết luôn. Bó tay. Rồi, mọi người tiếp theo đó chính là đã cấp. Ôi. Rồi lên lên được em, lên được em. Em chào cho nó đậu em. Con này giải vui chứ. Đứa kìa. Rồi. Chào bạn Phúc. Tám phương ngàn hướng, mau quay về. Và sau đây mình sẽ trình bày một bài hát, nó tên là Anh Trai Đen Nhé Quảng. Lên nhạc. Một bài đánh bài nữa. Bài đánh bài nữa. Người ta thường chê ai tôi có làm giả đen thôi, đen thôi. Tôi nhìn cho tôi, nào ai có muốn như vậy đâu. Chê thì cứ chê đi, còn đen thì tôi cứ đen. Tại vì tai yên đô nên tôi mới đen như vậy. Và ta là thằng da đen nên chắc không phù cho thập phần này. Anh như với thằng da trắng bước ra mặt đường skin bên mắng. Cho con em cũng bị cấp phụng với cảnh ra đường người kiếm tiền đô. Không như với các công tử bước ra mặt đường để cho. Trời đất ơi, hát cái bài gì vậy ta? Cũng kinh hả ta? Dưới kia vũ đạo nhiệt tình quá ha. Wow, thằng ấy nằm lòng lòng rất là nhiệt tình. Vậy thì ta cho nên da đen. Em hát cái bài gì anh nghe y chang như tụng kinh. Rồi, về chỗ. Và phần thi vừa rồi của đẳng cấp mang về cho đẳng cấp là 6 điểm nha các bạn. Tuy nhiên anh ấy rap rất là hay, có khiếu rap đó, cho nên cộng thêm được 1 điểm nữa. Và số điểm cuối cùng của đẳng cấp là 7 điểm. Và mọi người tiếp theo đó chính là Ngân Thu Ngân. Thì hôm nay mình sẽ trình bày bài hát Họ Yêu Ai Mất Lớn. Mày số gì vậy? Nó kêu mày buồn mày số gì vậy? Mày trong nhà đâu mày làm nào? Chó biết buồn. Trình diễn vừa rồi cũng không gọi gì là đặc sắc lắm nha các bạn. Nhưng mà có vẻ như bị lỗi nhịp nữa. Lẽ ra sẽ được 6 điểm nhưng mà lỗi nhịp. Cho nên 5 điểm thôi nha các bạn. Và mọi người tiếp theo đó chính là Nguyên Ngớ Ngẩn. Khó hiểu thì chứ. Giờ sau đây mình xin trình bày một bài hát mang tên Đám Cưới Miền Tây. Lên nhạc. Thank you.
trình diễn vừa rồi phải nói là khá là đặc sắc và Cháy cũng khá là hết mình đó các bạn. Xứng đáng được à. Hay 9 điểm nha các bạn. Ca rất là hay. Trình bày cách ca khá là hay và khả năng trình diễn cũng tuyệt vời cho nên 9 điểm là xứng đáng nha các bạn. Mọi người tiếp theo xin mời Thành Lâm. Đấy, ông ngoài nhập bóp lên để cho các em xem. Hãy chim cái này cũng này. Và sau đây, ông ngoài nhập bóp trình bày một bài hát mang tên là Nàng Kiều Lỗ Bước. Chậm miệng kìa, hồi gớt báo nữa. Tên nhạc, tên nhạc. Trình diễn vừa rồi của Thành Lát phải nói là cực kỳ cháy luôn nha các bạn. Nhưng hát không được hay cho lắm. Cho nên chấm điểm 7 điểm dành cho Thành Lát nha các bạn. Rồi chúng ta cũng bước sang vòng thi thứ hai, đó là vòng thi rap đi. Bước sang vòng thứ hai, mỗi người của chúng ta sẽ rap cho mình một đoạn rap. Một đoạn nó gồm có 4 câu rap. Người nào rap được giới thiệu về bản thân mình thì người đó sẽ nhận về được cho mình 2 điểm. Còn người nào không rap được thì người đó sẽ không có điểm nào. Được chưa? Dạ. Mới đứng có thời gian 10 phút để suy nghĩ. 10 phút bắt đầu. A few moments later. Thời gian 10 phút đã hết. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với từng người nha các bạn. Qua vòng 1, tổng số điểm của từng người như sau. Thật Ghẻ 6 điểm, Nhã 8, Hòa 5, Đặng 7, Ngân 5, Nguyên 9 và Thành Lát là 7 điểm nha các bạn. Và người dẫn đầu trong vòng đầu tiên đó chính là Nguyên. Mời Nguyên lên trước luôn. Lên. Mời em lên. Sao? Sẵn sàng cho em? Vô luôn không? Vòng này là vòng rap nha các bạn. Em thoải mái rap, miễn sao em tự giới thiệu về bản thân được là ok. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vô. Vô. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyên Ngớ Ngẩn. Mấy lâu nay em là rapper một bí ẩn. Thì hôm nay em xin được phép mà phân trận. Để cho mọi người biết em đây là thần rapper. Hay. Vâng, rất hay. Một như 4 câu mà nói lên tất cả đúng không? Quá tuyệt vời, mời em về vị trí. Vâng, một bài rap khá tuyệt vời. Em được thêm 2 điểm nữa. Đồng nghĩa với việc em được 11 điểm. Rồi, ai? Ai là người tiếp theo đây? Lên luôn đi, ai? Em luôn. Được luôn hả? Chơi. Xin phong luôn, chơi luôn. Vô. Bài rap, yeah. Trái nhìn phải em cũng phải nhìn. Nhãn áo là tôi, lôi thôi thì nổi tiếng. Siêng năng chăm chỉ thì khỏi phải bàn. Một hồi á mà tao có làm càng á, tụi mày khỏi phải càng. Ghê. Quá đỉnh. Xuất sắc về chỗ em. Chỉ có 2 điểm. 2 điểm cho em lên. Yeah. Ai tiếp tục đi. Ai xin phong lên đi. Lên luôn hả? Wow, Ngân của chúng ta muốn lấy điểm lắm rồi các bạn. Lên luôn. Ông nhìn trái nhìn phải chứ gì, nghe nè, nhìn trước nhìn sau đâu đâu cũng thấy. Con người thẳng tính chính là mình đây. Mọi người hay gọi là Ngân ngu ngơ, nhưng xin lỗi, mình chỉ giả vờ đấy thôi. Wow, tuyệt vời quá trời.
2 điểm dành cho em về chỗ. Phải. Quái. Ghê chạy. Cho 10 phút suy nghĩ mà giỏi với anh suy nghĩ cả ngày không? Hả? Để em. Wow. Rồi rồi rồi. Lên luôn em. Vô. Chơi luôn. Vô. Vô. Biệt danh thành lát chính là tôi đây. Nó về độ nhây anh đây là nhất. Nó về độ chất thì không ai bằng. Tính hơi lằng nhằng nhưng được cái tốt. Wow. Được được, có quen lời một chút xíu nhưng mà chấp nhận nha các bạn. 2 điểm cho anh em. Wow. Quá hay, quá hay. Ghê trời. Ai nữa? Ai nữa? Ai nữa? Em. Rồi, em lên luôn em. Vô luôn nè. À, mang dép vô đâu cần thầy bỏ dép em. Đánh nhục với anh Phú. Lên lên lên. Vô. Tình mà nói tôi đây là thật ghẻ. Nó về độ khỏe chẳng ai bằng tôi. Thật thà chất phát có tiếng ở trong vùng. Nó về độ khùng á, từng danh mà 4 bể. Quá đỉnh, quá đỉnh. Nếu mà không có mức 3 điểm anh công em 3 điểm liền luôn. Em quá hay. Nhưng mà thôi cộng 2 điểm xin chúc mừng em. Còn người cuối cùng Hoài Hương. Còn hai người nữa, hai người nữa, hai người nữa. Lên luôn cùng lúc được không? Lên luôn. Lên luôn em. Rồi. Chơi luôn nè. Vào đây. Cái tên hòa thượng nói lên tất cả. Có khi ăn cả khi nhã về không. Không thích lòng vòng đô co qua lại. Mấy em thấy sự lợi hại anh chưa? Wow. Trời ơi, hay thế. Rồi, hay về đi, về đi. Nghe này mấy nhau. Mà chú đáp đích không bằng đẳng cấp. Từ hơi lấp bấp nhưng cái trình cao. Đôi khi tào lao là do bản tính á. Nhưng cái chính á thì ông tính chất hiền lành chứ phải. Wow. Về chỗ luôn, 2 điểm. Coi như vòng này ai cũng được 2 điểm luôn. Quá hay, quá xuất sắc. Xin chúc mừng cả đôi mình. Đã định rap gì mà như là một rapper chính hiệu vậy ta. Có vẻ như rap hay hơn là hát thì phải. Còn một vòng nữa mà anh Phu. Còn vòng cuối, vòng thi đối kháng. Ok, vô, quay ra ra. Vô. Yeah. Ở vòng thi đối kháng này, chúng ta sẽ có 3 cặp thi đấu và một người sẽ bước thẳng vào vòng chung kết nha các bạn. Và đây là những lá thăm. Ở đây là lá thăm đánh từ số 0 đến số 6. Người nào bốc trúng số 0 có nghĩa là không cần phải thi vòng này. Còn người nào bốc được các số thì sẽ tự bắt một người nào đó để rap deep với nhau nha các bạn. Người nào thắng sẽ nhận về cho mình 3 điểm. Còn người thua sẽ bị trừ 1 điểm. Hiểu chưa? Hiểu. Rồi, sẵn sàng bước thăm em. Đây là những lá thăm mà mình đã ghi sẵn nha các bạn. Không ai biết được lá thăm nào đâu. Mình chọn được mấy cái số bên trong được các bạn. Để các bạn coi nha. Thấy không? Đó. Số đầy đủ hết. Rồi. Thôi đi. Cho người bóc luôn nè. Ai bóc trước? Bóc trước luôn nhanh bóc. Rồi, bóc. Bóc lại nha. Đầu tiên luôn. Rồi, người tiếp theo. Ai đây? Lấy nhà ngáo luôn đi. Ừ. Bóc luôn. Nhanh tay, nhanh chân. Vận may sẽ đến. Nhanh. Rồi, của em cuối cùng luôn. Dỡ ra cho mọi người cùng coi nè, số mấy? Số 2 Hòa Thượng, số 6 Nhã Ngáo, số 4 Thật Ghẻ. Wow. Vâng, đẳng cấp số 0. À, số 0 là bước sang vòng trong luôn, không cần thi vòng này. Wow. Số 5 là Ngân, số 1 là Nguyên, số 3 là Thành Lát. Rồi, mấy đứa hãy tự bắt cặp với nhau cho 5 phút để tự đối kháng với nhau. Thích deep ai thì deep, ok. A few moments later. Hết thời gian chờ rồi mấy bạn ơi. Ai là người đầu tiên đây? Ai là người đối kháng với nhau đây? Hey. Em thua rồi. Ghê vậy? Em lên luôn. Chơi luôn hả? Sao? Em thích đít với ai đây? Được quyền tự do thoải mái. Nguyên cao điểm nhất nào lên đây luôn. Wow. Ôi. Bắt Nguyên luôn hả? Diệt người cao chứ em thua rồi. Wow, diệt người cao nhất đúng không? Lên đây em. Quá đỉnh ghê ơi. Sao sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hai đối thủ bắt tay nhau cái coi. Rồi. Vô. Cuộc chiến giữa hai người bắt đầu. Đáp trước đi. Ông kia tôi lên mà ông kia tôi đáp trước. Thì đáp trước đi trời. Chơi luôn. Để tôi xíu. Trời ơi, còn suy nghĩ nữa. Này bạn thật ghẻ, bạn gì đó ơi. Nếu bạn muốn chơi vào đây mình tiếp. Nhưng đừng có khiếp khi mình diss bạn. Đồng mình có sạn, liệu đồ bạn có về. Ghê đó, nhưng mà nghe đâu bạn. Vô nè, trình bạn còn non và còn rất cạn. Đầu bạn có sạn á, đầu mình có sỏi. Chỉ một câu hỏi là bạn im ngay. Nếu mà có cay á thì đi uống nước đi. Thì có cay
nước. Tôi tung hoàng cước á, bạn bay ngay. Tướng nhỏ như này mà đặt ra vẽ, đúng là thịt ghẻ, ghẻ ngoài lẫn trong. Ngon. Ghê à, nghe nè bạn. Ghẻ thì có ghẻ nhưng chẳng lay ai. Có tiếng có tai ai ai cũng biết. Nhưng mà cắt tiết thì bạn như gà. Mà đã là gà thì đừng có ba hoa. Wow. Sao các bạn kìa? Em có 10 giây cuối để suy nghĩ. 10 giây suy nghĩ không được, thật ghẻ chỉ cần đít thêm một câu nữa, thật ghẻ sẽ thắng đó. 10 giây đếm ngược. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Thật ghẻ đít đi em, được không? Được. Dương, đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho mắt mệt. Bạn ở tầng trệt, tôi ở đỉnh cao. Wow. Tuyệt vời, một chiến thắng thuyết phục. Xin chúc mừng thật ghẻ. Và bây giờ hiện tại số điểm của thật ghẻ là 11 điểm. Nguyên của chúng ta bị trừ hết 1 điểm. Thì bây giờ chỉ còn có 10 điểm thôi. Về chỗ, về vị trí hai em. Xin chúc mừng. Kết thúc vòng đối kháng của hai người. Sao, thuyết phục cho Nguyên. Dạ rồi anh Phương ơi. Hơi buồn xíu nhưng mà không sao. Cố gắng lên em. Lần sau mình sẽ tổ chức một cuộc thi rap đít hoành tráng hơn như này rất là nhiều. Hôm nay chỉ là màn khởi đầu thôi. Coi ghẻ ghẻ chứ không có ghẻ chỗ nào đâu nha các bạn. Ghê lắm đó. Rồi người tiếp theo là ai đây? Hai. Em. Rồi em muốn đối kháng với ai? Mày. Không. Hai. Em sẽ gấp đít với Hòa Hữu. Được, xin mời hai em lên. Lên. Hai em sẵn sàng chưa? Vô. Ai trước? Trước đi. Em đi trước luôn. Vô. Bạn bè nhiều năm hôm nay là địch. Đúng là phải chịch. Đúng là phải chịch. Không thể bỏ qua. Cái gì vậy? Lộn lộn lộn. Gắp lại lại gắp lại em luôn gắp lại. Cái gì vậy trời, tôi mới nghe cái gì ta. Lộn lộn. Em vô gắp lại. Vô. Bạn bè nhiều năm hôm nay là địch. Đúng là phải. Lộn lộn em gắp lại em luôn. Em liệu cái từ kia. Từ kia là từ gì? Cái từ hồi nãy. Rồi vô. Rồi lại đem. Lần này mà không được là anh loại em ngay lập tức nè. Vô ba. Bạn bè nhiều năm hôm nay là địch. Đúng là phải kịch không thể bỏ qua. Wow. Bạn là cha thì rồi là ông nội. Nếu bạn thích chơi chọi á, tôi sẽ hơn bạn. Wow. Rồi sang anh, tiếp lại đi em. Lên nè. Vô. Nếu bạn muốn hơn thì tôi xin tiếp. Nếu bạn chiến tiếp thì tôi sẵn lòng. Nếu bạn lòng vòng tôi đây không chấp. Nếu bạn cao thấp chắc chắn là tôi cao. Wow. Nghe nè bạn, đừng có tào lao nghĩ mình là thánh. Nhìn cái tánh bạn là đủ hiểu rồi. Đít cũng không tội nhưng tôi hơn bạn. Nếu bạn làm càng tôi đây xin tiếp. Wow. Hay quá đúng rồi. Còn gì nữa không bạn? Sao thành lát của chúng ta có 10 giây cuối để suy nghĩ và đi lại. Còn nếu không là Hòa Thượng thắng thuyết phục nhân bạn. Tại vì Hòa Thượng đã có hai màn đáp trả. Nhưng mà thành lát chưa có. Chỉ có một màn đối thôi. Chuẩn bị nào. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Xin chúc mừng em đã bị loại. Rồi hỏi em về vị trí. Và bây giờ là hai người tiếp theo, đó chính là Nhã Ngáo và Nguyên của chúng ta. Liệu... Sorry. Bây giờ liệu Nhã Ngáo và Nguyên ngu ngơ ai sẽ là người chiến thắng trong vòng đối kháng này đây, chúng ta cùng chờ xem. Nguyên ngốc. Sorry. Anh lại lộn tên nữa rồi. Giờ lớn rồi, già lắm cảm em thông cảm ha. Ngân hay Nhã là người đi trước đây. Em mời trước luôn. Wow. Em trước luôn anh Vũ. Wow, chơi fair play trước luôn đúng không? Vô. Lỡ gặp đại chiến biết nói gì hơn. Tôi mà lên cơn âm lo mà tránh. Đừng để bị đánh gọi lại xin tha. Gọi tôi bằng bà liệu hồn không đó. Trời ơi, chỉ như đó thôi à. Nghe nè, mới vô đã dọa bà có bị điên. Nói chuyện liên khuyên tôi nghe không có hiểu. Rap đi các kiểu chỉ có vậy sao. Cẩn thận lao đao khi nghe tôi ra. Nghe xong có vẻ chẳng gì lung lay. Nghe xong chẳng hay, nghe xong rồi bỏ. Rap vậy là bỏ chẳng hay ho gì. Tôi thấy kỳ kỳ, mời ông rap tiếp. Wow. Bà mời thì tôi tiếp từ giờ tới sáng mai. Bà đừng có ra hoài, kẻo hồi mang nhục. Lại bị tôi đục thì lại khổ thân. Rap đít có giận á, bà làm được không? Wow. Sao thì Ngân nhức đầu rồi em? Sao lên đi. Cố lên. Cố lên Ngân. Cố lên Ngân ơi. Nếu không được em chỉ có 10 giây cuối. 10 giây cuối. 9 8 7 6 5 4
3, 2, 1, được không? Đúng được rồi. Ngân thua rồi nha các bạn, xin chúc mừng nhà ngáo hãy cho mọi người thuyết phục thêm một câu nữa thôi em. Ok luôn Phú, có luôn nè. Vô cho bà một câu để phục nè. Tôi nghe bà đít lại ngứa lỗ tai, nhưng mà cái gai á thì lại loại bỏ. Nếu bà là cỏ hả? Tôi đây là châu. Quá thuyết phục rồi, xin mời hai em về vị trí nhà ngáo của chúng ta giành được thêm 2-3 điểm nữa các bạn. Và Ngân của chúng ta đã bị trừ đi một điểm nữa. Tập kết là vòng thi đấu thứ 3, số điểm của các tuyển thủ của chúng ta như sau: Thật Ghẻ 11 điểm, Nhã Ngáo 13 điểm, Hoa Thương 10 điểm. Đẳng cấp giờ bước vào vòng trong luôn nha các bạn, chỉ có 7 điểm thôi. Ngân của chúng ta bị trừ 1 điểm, còn 6 điểm, Nguyên còn 10 điểm, Lát bị trừ 1 điểm, chỉ còn 8 điểm thôi nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang vòng thi đấu thứ 4 luôn, không để các bạn chờ lâu nữa. Ở vòng thi đấu cuối cùng này, chỉ còn 4 người và 1 người bị loại. Còn 3 người còn lại sẽ có giải theo thứ tự nhất, nhì, ba. Hai tồn tại đến cuối cùng và ráp đến cuối cùng thì người đó sẽ là người thắng cuộc, hiểu chưa? Ngay bây giờ ai bị loại là lại luôn. Còn 3 người còn lại là sẽ có 3 giải. Bắt đầu. Ai nói trước? Tao trước luôn ra. Ok. Trước mặt tôi đây 3 thay ma dạy. Nhìn qua nhìn lại cũng chẳng giống ai. Tôi đây có tài bẩm sinh mà từ nhỏ. Điều đó chứng tỏ game này tôi win. Đâu thể nào bị khi vậy được. Vô. Em mới rồi biết cái lời. Mời Thật Ghẻ. Ok. Rồi Thật Ghẻ luôn. Bành cái lỗ tai lên mà nghe nè nhã. Nghe nè nhã. Đừng quá tự tin coi chừng mà ôm hận, biết đâu cuối trận bạn lại chịu thua. Wow. Những trận tranh đua ai đâu mà chữ ngờ, cứ thử thờ ơi, kết quả sẽ có ngay. Wow, quá đỉnh. Tuyệt vời. Ai? Ai là người tiếp theo? Chắc chắn sẽ là theo dòng đi. Đẳng cấp. Vô em. Từ từ thôi. Có thời gian đó nha. Nhanh lên. Sao? Tốc độ lên em, suy nghĩ nhanh lên. Chạy đầu óc lên. Tốc độ lên. Đếm ngược nào. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Lói nha. Lói đẳng cấp. Lói phải chỗ. Lói làm nào chưa gắn được con nào chỗ. Tới mày nè, đừng nói người ta. Bình tĩnh, để nói nghe, không sao. Tại vì anh ấy lọt vô vòng trong cho nên anh ấy khá là tự tin, anh ấy vậy gì. Đẳng cấp vô quá tự tin. Thật Ghẻ nói đúng đó. Những cuộc tranh đua đâu ai chữ ngờ, cứ thử thờ ơ, kết quả sẽ có ngay. Và có ngay kết quả, đẳng cấp đâu về chỗ đó nha các bạn. Rồi, tới ai? Lên đi. Lên em, đứng lên luôn. Đi cho nó mặt mặt lên nè. Nó nói người ta à. Vô. Ơ kìa, hai chú gấp hay đó chứ. Ở đây bộ tứ chứ không phải hàng bay. Ráp thì có hay nhưng tụi bay đâu có biết. Tao mà gấp biết tưởng cắt tuyết hàng bay. Wow, để mời em ngồi xuống. Một cái câu điếc của bạn như là rất là căng đó nha. Tới lượt ai đây? Em đói. Vô nhã. Vô nghe nè. Nếu hai có cây đứng ngay lên nhé. Đừng có tỏ vẻ một hồi ôm đau. Nếu có lần sau em đây sẽ nhường. Hiện tại chiến trường rất chi là kịch tính. Quá đỉnh. Tốt. Tới em. Đây em. Vô. Mạnh mẽ đó nào. Đói lại nè. Đói đi. Vô. Để tao đính chính trận này là ráp chế, không phải chiến trường như bạn mà ảo tưởng. Được. Là phải trưởng tỉnh táo lại đi. Tiếp tục ráp đi, xin mời hòa thượng. Quá hơn, xin mời hòa thượng luôn. Mời hòa thượng luôn. Vô. Vô đi em. Xong. Chiến trường thì để lại tao với thằng Thật được rồi, xuống đi. Căng thế nhở. Sao? Không không, để em cho bạn ấy suy nghĩ một chút. Nhanh em, thời gian có hạn. Xuống chung cái nào nè bạn. Chắc không có rồi anh Phú ơi. Không giòn rồi. Không giòn đâu. Được không em? Căng não. Được không em? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Lại người mà thương. Xong xin chia buồn cùng em. Về vị trí em. Về vị trí ngay rồi luôn. Đã nói rồi, vòng này là vòng căng cơ mà. Wow. Chịu chơi là chịu chấp nhận. Và bây giờ chúng ta chỉ còn hai người, đó chính là Thật Ghẻ và Nhà Ngáo. Lựa hai người này, ai sẽ là người chiến thắng? Chúng ta cùng chờ xem nha các bạn. Trọng tài ngồi kế bên luôn. Đói tiếp luôn à. Chơi luôn hả? Vậy luôn. Okay. Vô luôn. Nghe nè Ghẻ. Ê thằng Thật Ghẻ, nghe cho kỹ nè. Trận này tao win là cái chắc nè. Mày có ra vẻ thì cũng vậy nè. Để tao ăn cả rồi tao cho quà. Cho quà kìa, có chơi được không?
chơi nữa cho nó ừ đúng nam nhi thượng hán không cần nhất qua tiếp đi vô em nghe nè xin lỗi chú em anh đây mà không cần nhìn tướng cù lần á nhưng không dễ dãi cho dù khuyến mãi anh chẳng quan tâm quan trọng cái tầm chú em hiểu chứ wow quá đỉnh lên nói nhá suy nghĩ đi em nhanh lên 10 giây đừng để anh đếm suy nghĩ tốc độ bí rồi ơi cố lên để em suy nghĩ cái mua rồi tốc độ không lẽ bị thua làm ghẻ được thời gian đếm ngược dành cho nhà ngáo nha các bạn 10 9 8 7 có rồi ok vô nói thì hay lắm có làm được không nói mạnh nói ngông á ai không làm được tụi đây đứng trước bạn thì đứng sau có làm màu kéo hơn máng nhột cần thế còn không được không ráng ráng đi em cái đầu mình để suy nghĩ căng cơ lên hết tốc lực ok vô luôn hả chỉnh nó tai to lên mày nghe nào bạn dăm ba câu điếc chỉ vậy thôi sao chỉnh bạn còn thấp á chỉnh tôi thì cao wow. Anh sẽ lao đao khi tôi kết thúc tôi đây xin chúc bạn may mắn lần sau wow. Chúc may mắn là sao luôn kìa có nghĩa là lần này là đầy thắng á ý là vậy đó sao nhỉ vô em nổi không chắc là vậy rồi anh Phương ơi anh Phương đừng để anh đếm nữa nha cưng đếm là hai kỳ lắm 3 phút đã trôi qua đếm ngược thôi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 một tràng pháo tay thật lớn cho ta kể nào vâng ta kể rất đỉnh nha các bạn rất chi là đỉnh không sao nhả đừng buồn em sao? Vẫn được giải nhì mà đúng không sao không có chơi có chịu đúng rồi có chịu lần sau em sẽ báo thù em yên tâm chắc chắn sẽ có lần sau và ngay bây giờ mấy anh em mình sẽ trao giải luôn nha các bạn sao thử thách rap đít ngày hôm nay vui không vui sảng khoái thoải mái tinh thần đúng không dạ có thắng có thua là chuyện bình thường bữa sau mình gỡ gạc lại chuẩn bị cho mình một tinh thần thép hơn là thật ghẻ rồi nha các bạn thật lòng tâm của chúng ta ngày hôm nay xuất quỷ nhập thần quá đỉnh và giải thưởng 3 triệu dành cho thầy trẻ 3 triệu của em cảm ơn Phu đếm có đủ chưa đủ anh Phu ở đây thiếu tờ anh hay ơi đó anh nhìn thiếu tờ thiếu tờ anh hay đây thiếu anh rồi người về nhì đó chính là nhà ngáo xin chúc mừng em cảm ơn em Phu 2 triệu nha các bạn và người về 3 quà thưởng 1 triệu cảm ơn em Phu thơm quá. Rồi sao có tiền rồi có dẫn anh em đi ăn lậu gì không ta? Có luôn. Có luôn hả? Rồi có ai có ý kiến cái cò gì nữa không? Em. À Thành có ý kiến gì nói mọi người nghe em. Thì do hôm nay là do tinh thần em lung lay, không thì mấy thằng này bỏ túi. Trời ghê chưa? À lung lay nên bị bỏ túi đúng không? Nhưng mà đến cuối em vẫn thua. Đúng rồi. Nhưng mà đến cuối vẫn thua. Thôi, có ai ý kiến gì nữa không? Yeah. Nếu không thì mấy anh em mình xin kết thúc bây giờ đây nha các bạn. Đừng quên để lại một like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông ủng hộ mấy anh em mình. Đồng thời mấy bạn đừng quên phải nè, để quay kim cương mày đi file nó quân giấy để tính chất lượng nha các bạn. Quay càng nhiều nó hút càng cá nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Bye. Rồi, tập trung quay kim cương nè. Ủa kim cương. Anh Phúc ngồi xuống đây. Khoan anh Phúc mày. Gì? Vô. Cẩn thận chứ hả? Ôi anh Phú uy tín giữ lời hứa ghê luôn trời. Không uy tín không giữ lời hứa chắc sống được với mấy đứa mà. Giờ mấy anh em mình sẽ quay kim cương nha các bạn. Hiện tại có rất nhiều bạn thắc mắc tại sao trên mạng lại có rất nhiều shop kêu bạn phải. Thực chất chỉ có một shop duy nhất thôi nha các bạn. Còn những shop còn lại hầu như là lừa đảo lừa gạt các bạn hết. Cho nên các bạn hãy thật thận trọng khi mà vào những shop game như vậy. Và bây giờ mấy anh em mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà truy cập vào đúng cái shop game của mấy anh em mình. Đầu tiên các bạn vào ứng dụng YouTube, các bạn gõ tìm kiếm video anh Ba Phải, nó hiện ra rất là nhiều video anh Ba Phải nha các bạn. Các bạn nhấn vào một video bất kỳ, sau đó dưới góc phải màn hình của cái video đó nó có cái chữ xem thêm nè các bạn nhấn vô chữ xem thêm. Tiếp tục ở phía dưới giữa màn hình nó có chữ thêm, các bạn nhấn vô chữ thêm. Đó, như vậy là phần mô tả của chúng ta đã hiện ra hoàn toàn này nha các bạn. Sau khi phần mô tả của chúng ta đã hiện ra đầy đủ thì các bạn kéo lên thấy chữ shop game anh Ba Phải, nó có cái đường link phía sau cái chữ shop game anh Ba Phải đó, các bạn nhấn vào và nó sẽ hiện ra cái shop game của mấy anh em mình và lúc đó mới chính xác đó là shop chính thức của mấy anh em mình nha. Còn ngoài ra tất cả các shop còn lại đều là lừa đảo lừa gạt các bạn. Rồi tiện thể đây mình cũng nói luôn là mình test thực tế quay không cắt ghép, khả năng nổ của mình lên đến 60-70% là các bạn, tại vì cái nick này quay nhiều quá cho nên khả năng nổ rất cao. Mà mỗi lần thanh niên này nổ cái tim mình nhói, tại biết sao nhói không, tôi kim cương quá nhói. Nhưng mà lỡ hứa mà thực hiện nữa các bạn, ai qua trước
Nhậu em có chuyện không? Rồi. Rồi chân thật quay chứ không? Thôi trời nhạy đi. Thôi trời nhạy đi. Thôi quay vòng quay ông dành. Nó có nhạy đồ hổ mấy rồi, cho làm đi. Đúng rồi, vô. Đồ hổ nhạy đồ hổ luôn đi đúng không? Em chọn vòng quay, tụi em nó phải nha vô. Vô. Rồi. Quất. Đồ đồ hổ em đây. Đồ hổ. Đồ không đồ hổ. Không đồ hổ. Oh my god. Sao nó mới lượt đầu mà hên như vậy? Còn lượt đó nó ơi. Trời ơi, trời ơi, sao, 9999 chung cương là 10.000 rồi đúng không? 19.000 chung cương à. Mơ đi em. 2.000 chung cương á. Mới nợ hủ 9.000. Là 10.000 chung cương rồi. Đúng rồi. Rồi, tốn tiền, tốn kém quá. Tới ai đây? Em luôn. Em vô quay khác đi. Rồi, ông quay nào? Em vô quay ông già Noel đi. Nhấp vô. Rồi. Mình test theo kiểu thực tế đó nha các bạn, còn quay nào cũng được. Vậy thì các bạn khỏi nói là shop của mấy anh em mình quay ảo này nói cái rồi. Quay vòng quay nào cũng được nha các bạn. Dạ đi, nổ hổ. 19 chân cương. Rồi, tiếp tục em. Không có lên nữa, cố lên. Nổ hổ nè, nổ hổ nè. Không, nổ. 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 99 chân cương. Rồi, bây giờ tới lượt của đẳng cấp nè. Vòng quay nào em? Em quay cây thông may mắn anh Quốc. Đây. Có cây thông may mắn cho em luôn. Liệu cây thông may mắn này có mang đến may mắn cho đẳng cấp hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Quay. Ra đi. May mắn à. Trời ơi. Ghê vậy. 6999 chung cương là 7.000 chung cương rồi. Quá dữ. Còn nữa, còn nữa. Còn một chồng nữa. Rung rồi, rung tay rồi. Rung rồi. Bao nhiêu chung cương đây? Được rồi. Quay là ngon rồi cưng. Mất 7.000 chung cương của tôi đây. Rồi bây giờ tới lượt Thành nha các bạn. Thành quay vòng quay nào? Em quay vòng một. Rung. Em quay vòng quay một bốn ba một khoảng một. Lụm luôn. Ừ. Vô. Nhấn nè. Luôn. Ra. Đừng màu. Làm luôn đi em. Không ra nè. Không ra nè. Rồi không quay luôn rồi. À. Ra, quay. Không nổ. Oh my god. Quay luôn. À, 9999 chân cương là tôi đưa 10.000 chân cương rồi. Ok. Còn chồng với lại nữa kia. Đừng có chồng nách. Chiến này nổ hủ nó là hủ nó luôn. Không nổ. Vậy ảnh chưa? Ủa ảnh rồi bạn hút. Tao quay à. Ui. Rồi. 399 chung cương là 400 với lại 9 10.000 là 10.400 chung cương thôi. Lấy chọn 10.000 thôi nha anh hay. Lấy 10.000 thôi. Lấy nhiều quá. Quá lắm này. Đừng quay khác anh Phú ơi. Khác à, em mà quay về em nói em nghe coi. Trời ơi. Quay sờ ca cá mập đen đi. Có luôn hả? Có đi để Phú. Giờ luôn. Đừng quay sờ ca cá mập đen. Rồi. Liệu sẽ mang về cho quà được bao nhiêu chung cương đây không? Chúng ta cùng chờ xem. Oh my god. Hay quá. 10.000 cái cương. Bành luôn cái shop tôi rồi. Kiểu này là chung tiền chung kim cương mới đứa đuối đây. 20k mà lấy 10.000 kim cương lời khẩm. Rồi nó còn một vòng nữa. Đúng một lần nữa nào. Ôi. Không nổ. 19 kim. Trời ơi. Giống hành. Giống em rồi. Vậy là thôi hai đứa lấy một đứa 10.000 kim cương đi ha. Chứ lấy nhiều làm gì. Rồi đưa tài khoản đây anh lấy nha, lấy điện thoại cho tài khoản đây anh chuyển. Dạ. Kim cương nha. Rồi kiểm tra coi kim cương vô hết chưa. Dạ anh Phú ơi. Đủ. Em chưa vô anh Phú ơi. Đủ kim cương hết rồi nha. Sao em chưa vô? Một chút nữa vô vậy. Nó cập nhật trễ xíu tại vì mấy đứa kia nó chạy kim cương qua mấy đứa kia trước. Vô mới rồi anh Phú ơi. Vô rồi không? À quên nữa, mấy bạn quay kim cương mà nổ quá, các bạn cứ vô comment lại đi, khoe lại đi. Sợ gì trời ơi. Mình thắng lớn thì mình phải comment cho mấy bạn kia biết chứ, sao mà mấy bạn mới kia im im. Rồi mấy bạn kia quay không trúng thì mấy bạn vô comment. Khổ lắm các bạn. Cái nổ hũ không bao giờ giống khoe đâu. Cầm mình khoe hết luôn á.